Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Ngay sau khi chiến dịch Tây Nguyên diễn ra một ngày, Quân ủy Trung ương đã quyết định mở chiến dịch giải phóng các tỉnh Trung Bộ, gồm các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi mà phía Việt Nam Cộng Hòa gọi là Quân khu 1. Do khu vực tiếp giáp với miền Bắc được xem là phòng tuyến đầu tiên để ngăn chặn đại quân chủ lực của miền Bắc tràn xuống, nên quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bố trí một lực lượng được xem là mạnh nhất ở đây, cùng với viên tướng chỉ huy được cho là giỏi nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tướng Ngô Quang Trưởng trấn thủ. Sẽ là một cuộc đối đầu kinh điển khi mà phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng quyết định tung vào chiến trường này con át chủ bài của họ, đó là lực lượng quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang, đơn vị được cho là tinh nhuệ nhất và mạnh nhất thời điểm đó, cùng với những cái tên lẫy lừng như Lê Trọng Tấn, Nguyễn Hữu An, Lê Linh, Hoàng Đan. Chắc chắn không có bất cứ một sự nhân nhượng nào cho cuộc chiến này. Trong khi phía quân giải phóng quyết chiếm bằng được khu vực quan trọng này, thì phía Việt Nam Cộng Hòa quyết giữ chặt bằng mọi giá. Một cuộc đấu vô cùng hấp dẫn và gay cấn đang chờ đợi ở khu vực Trị Thiên khói lửa, đặc biệt là giữa hai cái tên Lê Trọng Tấn và Ngô Quang Trưởng. Lực lượng và toan tính. Về phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, xác định chiến trường khu Nam cũng quan trọng không kém gì Tây Nguyên, và việc quân lực Việt Nam Cộng Hòa dồn những lực lượng mạnh nhất cũng như những con người tốt nhất ở đây đã khiến Quân ủy Trung ương quyết định tung vào đây quân đoàn mạnh nhất, đó là quân đoàn 2, tức binh đoàn Hương Giang, với tướng Nguyễn Hữu An làm tư lệnh quân đoàn. Quân đoàn 2 sở hữu nhiều đơn vị tinh nhuệ, đó là 3 sư đoàn bộ binh 304, 324 và 325, 1 lữ đoàn pháo binh, 1 lữ đoàn tăng thiết giáp. Quân đoàn 2 sẽ nhận nhiệm vụ đánh từ phía Bắc vào. Ngoài quân đoàn 2, Quân ủy Trung ương còn chỉ thị cho 2 quân khu là quân khu Trị Thiên và quân khu 5 dồn toàn lực phối hợp tác chiến. Các đơn vị của quân khu Trị Thiên hoạt động chủ yếu ở khu vực Thừa Thiên Huế với lực lượng là 4 trung đoàn bộ binh, 6 tiểu đoàn địa phương quân độc lập và 1 lữ đoàn tăng thiết giáp. Các đơn vị của quân khu 5 nhận nhiệm vụ đánh ở khu vực Quảng Ngãi, Quảng Nam, sau này sẽ phối hợp đánh lên Đà Nẵng. Quân khu 5 sở hữu 1 sư đoàn bộ binh và 4 trung đoàn độc lập khác. Các lực lượng quân khu 5 đặt dưới sự chỉ huy của các tướng Chu Huy Mân, Nguyễn Trơn, Đoàn Khuê. Trung tướng Lê Trọng Tấn được giao trọng trách tư lệnh chiến dịch, toàn quyền chỉ huy tất cả các lực lượng tham chiến trong trận đánh này với tổng quân số khoảng 60.000 quân. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, bố trí tại khu vực này mà phía họ gọi là quân khu 1 là quân đoàn 1 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là đơn vị có biên chế mạnh nhất trong tất cả các quân khu, biệt khu. Do nằm ở địa bàn đối diện và tiếp giáp với miền Bắc, quân đoàn này có 3 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn dù và 1 sư đoàn thủy quân lục chiến, với biên chế mỗi sư đoàn có tới tận 4 lữ đoàn, 4 liên đoàn biệt động quân, 5 thiết đoàn xe tăng, xe bọc thép, 13 chi độ xe bọc thép tăng phá cho các sư đoàn bộ binh, 21 tiểu đoàn pháo binh cùng với sư đoàn không quân số 1. Ngoài ra còn rất nhiều các lực lượng bảo an, cảnh sát dã chiến, địa phương quân với tổng quân số khoảng 134.000 quân, trong đó có khoảng 84.000 quân chủ lực, 50.000 quân còn lại là địa phương quân. Quân đoàn này cũng nắm trong tay và sở hữu một khối lượng binh lực, vũ khí, phương tiện chiến tranh và dự trữ hậu cần cực kỳ khổng lồ, với 449 xe tăng, xe bọc thép, 418 khẩu pháo lớn có cỡ nòng từ 1.5 ly tới 1.75 ly, 27 xe bọc thép M42 gắn cao xạ 40 ly 2 nòng, 373 máy bay, trong đó có 96 máy bay chiến đấu. Tất cả số lượng cơ giới này đều gấp khoảng từ 3 hoặc thậm chí là 4 lần phía quân giải phóng. Riêng về không quân thì quân giải phóng hoàn toàn không có. Xác định được mức độ quan trọng của chiến dịch này, Ngô Quang Trưởng thận trọng chia binh thành 3 phòng tuyến. Tuyến Trị Thiên, phòng tuyến này chịu trách nhiệm phòng thủ phần còn lại của tỉnh Quảng Trị và toàn bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, từ nam sông Thạch Hãn đến sườn phía bắc dãy núi Bạch Mã. Chỉ huy của hướng này là Trung tướng Lâm Quang Thi, Phó Tư lệnh Quân đoàn 1, tức phó tướng của Ngô Quang Trưởng. Tuyến Đà Nẵng, các lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên hướng này chịu trách nhiệm phòng thủ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Tín, một tỉnh cũ thời Việt Nam Cộng Hòa nằm giữa Quảng Nam và Quảng Ngãi, sau này sát nhập vào Quảng Nam. Phòng thủ từ sườn nam dãy Bạch Mã đến bờ bắc sông Vu Gia, do đích thân Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân đoàn 1 trực tiếp chỉ huy. Tuyến Quảng Nam, Quảng Ngãi, các lực lượng trên hướng này chịu trách nhiệm phòng thủ phần còn lại của tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi, từ bờ nam sông Vu Gia đến đèo Bình Đê dưới quyền chỉ huy của chuẩn tướng Trần Văn Nhật, Tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh. Sau khi nghiên cứu phương án bố trí phòng thủ của đối phương, tướng Lê Trọng Tấn cũng đã có sách lược đối phó. Tướng Tấn chủ trương phải chia cắt được hai cánh quân Bắc, tức là khu vực Trị Thiên, và cánh quân phía Nam, khu vực từ Đà Nẵng trở vào. Phải tìm cách chia nhỏ được lực lượng của địch để đánh từng phần, cắt từng khúc trong phòng tuyến của địch mà đánh, gần giống như cách bóc từng lớp vảy ở Điện Biên Phủ năm xưa. Để làm được việc đó, tướng Tấn chia quân đoàn 2 thành hai lực lượng. Một lực lượng áp sát khu vực Tây và Tây Nam Thừa Thiên Huế, làm nhiệm vụ kiềm chân lực lượng của Lâm Quang Thi, trấn giữ ở đây. Lực lượng còn lại
nhanh chóng giải phóng các địa bàn còn sót lại của tỉnh Quảng Trị, điều động lực lượng quân khu Trị Thiên chia cắt Huế với phòng tuyến Đà Nẵng, tổ chức bao vây cô lập Huế. Cùng lúc đó, quân khu 5 của tướng Chu Huy Mân sẽ đánh vào sau lưng của Ngô Quang Trưởng, chia cắt Đà Nẵng với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Mục tiêu của quân khu 5 là sư đoàn 2 bộ binh của tướng Trần Văn Nhật. Như vậy, mục tiêu mà tướng Lê Trọng Tấn xác định là cùng lúc đánh vào hai đầu Bắc Nam, chia cắt cô lập Đà Nẵng với các vùng xung quanh, chia cắt cụm quân Đà Nẵng với cụm quân phía Bắc và phía Nam của quân đoàn 1, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không cho các lực lượng này co về cố thủ Đà Nẵng. Sau đó, tùy tình hình, có thể tổ chức tiến công vào căn cứ liên hợp hải lục không quân tại Đà Nẵng trong hành tiến. Chiến dịch Trị Thiên Huế. Như vậy, cả hai bên đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến. Ở khu vực Quảng Trị Thừa Thiên Huế, tướng Việt Nam Cộng Hòa Lâm Quang Thi chia lực lượng thành 6 khu vực phòng thủ, gồm có khu vực từ thị xã Quảng Trị đến sông Mỹ Chánh, khu vực từ bờ nam sông Mỹ Chánh đến cửa ngõ phía bắc thành phố Huế, khu vực tây bắc thành phố Huế, khu vực thành phố Huế, khu vực đồng bằng sông Hương từ tây nam Huế đến Phú Lộc, khu vực ven biển từ Phú Lộc đến bắc đèo Hải Vân. Như phương án tác chiến đã đề ra, tướng Lê Trọng Tấn quyết định chia cắt, diệt gọn khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trước. Tướng Nguyễn Hữu An được lệnh đưa hai sư đoàn 324 và 325 của quân đoàn 2 từ phía bắc Quảng Trị bí mật di chuyển và áp sát khu vực tây nam thành phố Huế, đảm nhận nhiệm vụ tấn công trực diện vào trung tâm thành phố, các khu vực khác do quân khu Trị Thiên đảm nhận tấn công. Một ngày sau khi chiến dịch Tây Nguyên mở màn, ngày 5 tháng 3 năm 1975, chiến dịch Xuân Hè 1975 tại Trị Thiên được phát động bằng trận phục kích đánh toàn xe tiếp vận của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên đèo Hải Vân và trận đánh sập cầu An Lỗ trên đường số 1 ở phía bắc Huế. Các điểm cao bên ngoài thành phố Huế bị tấn công dữ dội và nhanh chóng lọt vào tay quân giải phóng. Căn cứ pháo binh Đồng Lâm và sân bay Phú Bài bị pháo kích. Lợi dụng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang bận đối phó tại các điểm bị tấn công, quân đoàn 2 quân giải phóng miền Nam đã bí mật chuyển các sư đoàn bộ binh 324 và 325 cùng với trung đoàn 9 thuộc sư đoàn 304 từ phía tây và bắc Quảng Trị và phía tây và tây nam Huế. Từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 3, chi khu quân sự Mai Lĩnh và 11 chi khu khác bị 4 tiểu đoàn địa phương quân của quân giải phóng tại khu vực Quảng Trị đánh chiếm. Trong khi tướng Lâm Quang Thi đang đòi tướng Ngô Quang Trưởng tăng viện cho Quảng Trị, thì 5 giờ 45 phút sáng ngày 8 tháng 3, sư đoàn 324 bắt đầu tấn công căn cứ Mỏ Tàu cũng như các điểm K75, 76, 224, 273 và 303 ở Tây Nam Huế. Tới ngày 10 tháng 3, hai tiểu đoàn Việt Nam Cộng Hòa bị loại khỏi một chiến đấu tại các điểm K224 và 271, một chi đoàn thiết giáp cũng bị tiêu diệt. Căn cứ Phổ Lại bị trung đoàn 4 quân khu Trị Thiên tấn công và tiêu diệt với sự chi viện của trung đoàn pháo binh 223 của quân khu. Ngày 13 tháng 3, tướng Lâm Quang Thi điều một liên đoàn biệt động quân, một tiểu đoàn bộ binh và hai chi đoàn thiết giáp mở cuộc phản kích và chia đôi cao điểm 224 với đối phương sau 7 ngày giao chiến. Trong một tuần đẫm máu tại cao điểm 224, cả hai bên đã bắn vào đây tới hơn 8.000 phát đại bác. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng sử dụng tới 60 phi vụ anh tạc nhằm cản bước tiến của quân đoàn 2 quân giải phóng miền Nam. Trong khi chiến sự tại địa bàn quân khu 1 đang diễn ra ác liệt, thì ngày 13 tháng 3 năm 1975, Trung tướng Ngô Quang Trưởng được triệu tập về họp tại Sài Gòn. Trong cuộc họp cùng ngày, tướng Ngô Quang Trưởng không thể tin vào tai mình khi nghe một mệnh lệnh đột ngột từ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu yêu cầu bỏ lại phần lớn quân khu 1 rút về phòng thủ vùng duyên hải miền Trung. Riêng sư đoàn dù thì phải được rút ngay về bảo vệ biệt khu thủ đô. Tướng trưởng cố sức chứng minh rằng quân đoàn 1 của mình có thể giữ vững được địa bàn quân khu, rằng với hai sư đoàn dù và thủy quân lục chiến còn chưa dùng tới thì quân đoàn có thể tổ chức lấy lại được những địa bàn đã mất. Thế nhưng mọi sự thuyết phục của tướng trưởng đều vô hiệu. Giống như trường hợp chỉ thị cho tướng Phú rút quân khỏi Tây Nguyên, Tổng thống Thiệu một lần nữa lại coi quyết định của mình là tối hậu. Trở lại quân đoàn 1 vào chiều hôm đó, tướng trưởng vẫn chưa dám phổ biến ngay quyết định của Thiệu. Một mặt, ông muốn chứng minh cho Thiệu thấy là mình đúng do còn có thời gian và binh lực chưa bị tổn thất nhiều. Mặt khác, ông cũng không muốn gây hoang mang cho cấp dưới khi chiến cuộc còn chưa ngã ngũ. Lúc này, chiến sự ở khu vực Trị Thiên vẫn diễn ra ác liệt, khí thế quân giải phóng đang lên ngút trời. Các đơn vị quân đoàn 2 dưới trướng Nguyễn Hữu An đã hoàn toàn làm chủ được các điểm cao ở phía tây thành phố Huế, cắt đứt các tuyến đường chi viện cũng như có thể đặt trọng pháo nã vào các căn cứ của Việt Nam Cộng Hòa trong thành phố. Cùng lúc đó, ở khu vực Bắc Huế và Nam Quảng Trị, quân khu Trị Thiên cũng đã đánh lui được nhiều đơn vị Việt Nam Cộng Hòa, buộc các đơn vị này phải lui vào sâu trong thành phố. Diễn biến xảy ra đúng như tính toán, các lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã có dấu hiệu co cụm rút lui về thành phố Huế cố thủ. Tướng Tấn yêu cầu quân khu Trị Thiên nhanh chóng cắt đường số 1 ở Bắc Huế, vô hiệu hóa sân bay Phú Bài, cô lập Huế với Đà Nẵng về đường không. Quân đoàn 2 phải đánh chiếm quận lỵ Phú Lộc, cắt đường số 1 ở Nam Huế, cô lập Huế với Đà Nẵng trên bộ. Ngày 18 tháng 3,
các đơn vị thuộc quân khu Trị Thiên đồng loạt tấn công. Ở hướng Bắc, tỉnh Quảng Trị lúc này đã bị quân giải phóng miền Nam đánh chiếm toàn bộ vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3. Tàn quân Việt Nam Cộng Hòa rút lui về Huế theo đường số 1 đã bị truy kích gắt gao. Tuyến đường này coi như đã nằm trong tay quân giải phóng. Đang ở Sài Gòn xin phê chuẩn kế hoạch phòng thủ mới, thì tướng Ngô Quang Trưởng phải vội bay ra vùng 1 và gấp rút tổ chức lại tuyến phòng thủ ở cánh Bắc quân đoàn 1. Tuyến Mỹ Chánh Vân Trình ở Bắc Thừa Thiên Huế tiếp giáp với Quảng Trị được tăng cường một lữ đoàn thủy quân lục chiến, 4 liên đoàn biệt động quân và 1 thiết đoàn. Ở hướng Tây Bắc Huế được tăng cường thêm một lữ đoàn thủy quân lục chiến từ Đà Nẵng ra, tăng cường thêm một sư đoàn và một thiết đoàn tạo thành hình vòng cung ôm lấy Tây và Tây Nam thành phố Huế. Lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến và một liên đoàn bảo an giữ đường số 1 nối Huế với Đà Nẵng ở Phú Lộc. Thiết đoàn 20 giữ sân bay Phú Bài. Tổng số binh lực là 27.500 quân chủ lực, 19.000 quân bảo an và 36.000 quân phòng vệ dân sự. Như vậy, để đáp trả lại tướng Tấn, Ngô Quang Trưởng cũng đã tăng cường thêm lực lượng từ Đà Nẵng ra và thiết lập các phòng tuyến vững chắc, sẵn sàng chờ quân giải phóng tới nghênh chiến. Cuộc tấn công vào thành phố Huế. 5 giờ 40 phút sáng ngày 21 tháng 3, sư đoàn 325 tấn công và tràn ngập các điểm cao 310, 312, 329, 494, 520, 560 và đồi Yên Ngựa. Sư đoàn 324 đánh chiếm các điểm cao 224, 303 và núi Bông. Tuyến phòng ngự phía tây đường số 1 từ Lương Điền đến Phú Lộc của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng bị đánh sập. Từ đêm ngày 21 đến 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3, trung đoàn 18 thuộc sư đoàn 325 đã cắt đứt đường số 1. Hàng nghìn xe quân sự và dân sự các loại trên đường từ Huế vào Đà Nẵng phải quay đầu lại. Sau đó, thiết đoàn 20 tiến ra giải tỏa đường số 1 thì bị lữ đoàn xe tăng 203 quân giải phóng đánh vỡ mặt, phải lùi lại Phú Bài. Ngày 22 tháng 3, đến lượt phòng tuyến sông Mỹ Chánh bị vỡ, toàn bộ cánh Bắc quân đoàn 1 quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị hợp vây từ ba phía. Nhận thấy tình hình ở Huế đã chuyển từ mức xấu sang mức tồi tệ, thì đêm ngày 22 tháng 3, tư lệnh Ngô Quang Trưởng không có cách nào khác phải chấp thuận cho tướng Lâm Quang Thi rút quân về Đà Nẵng. Chỉ trong vòng 2 ngày, 23 và 24 tháng 3, các lực lượng quân đoàn 2 của quân giải phóng và quân khu Trị Thiên đã nhanh chóng tổ chức chọc thủng các tuyến phòng ngự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và tràn vào thành phố. Sức mạnh của tăng thiết giáp và pháo binh của quân giải phóng là không gì có thể cản nổi. Từ trưa đến chiều ngày 25 tháng 3, hầu hết các mục tiêu quan trọng trong thành phố Huế như căn cứ Mang Cá, sở chỉ huy tiền phương quân đoàn 1, trại Trần Văn Cao, nhà lao Thừa Phủ, Đại Nội, v.v. đã bị quân giải phóng đánh chiếm. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Huế vỡ trận, số binh sĩ, sĩ quan không kịp rút vào Đà Nẵng bị bắt và ra trình diện lên tới 58.722 người. Một số lớn phương tiện chiến tranh, trong đó có 140 xe tăng, xe bọc thép, hơn 800 xe quân sự khác và khoảng 1 vạn tấn đạn đã rơi vào tay quân giải phóng miền Nam. Như vậy, chỉ trong khoảng 20 ngày, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3, các lực lượng của quân đoàn 2 và quân khu Trị Thiên đã đánh tan được lực lượng Việt Nam Cộng Hòa của tướng Lâm Quang Thi ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ngô Quang Trưởng buộc phải thu quân về giữ chặt Đà Nẵng. Và tại đây, một trận ác chiến nữa sắp nổ ra. Hãy chờ đón những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của chiến dịch Huế-Đà Nẵng ở phần 2 của video này nhé. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay và hấp dẫn, hãy tặng chúng mình một like, một share và một subscribe nhé. Theo dõi chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào trong tương lai nhé. Ngoài ra, các bạn có thể tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battleground Người Kể Sử. Nếu quan tâm tới các vấn đề về lịch sử và địa chính trị của thế giới, các bạn hãy ghé và ủng hộ kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battleground Khám Phá Thế Giới nhé. Đường link của cả fanpage và kênh YouTube thứ hai team mình có gắn ở phần mô tả của video này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.